Được thành lập từ năm 2014, Soranik là một thương hiệu âm thanh chuyên sản xuất tai nghe IEM cao cấp dành cho các nghệ sĩ và những người đam mê âm thanh trong nước và quốc tế. Sự độc đáo của Soranik không chỉ đến từ công nghệ tiên tiến mà còn ở sự khéo léo trong chế tác, nơi mà mỗi sản phẩm đều là một tác phẩm nghệ thuật, mang đậm dấu ấn cá nhân của người dùng. Có thể thấy là Soranik được nhiều các tín đồ về công nghệ, về âm thanh biết đến và mọi người biết đến nhiều hơn với những cái sản phẩm của các bạn thông qua một số những cái triển lãm, một số màn trình diễn ở các triển lãm quốc tế. Để mà dễ hiểu nhất thì những cái dòng sản phẩm tai nghe phổ thông so với sản phẩm của nhà mình nó sẽ khác nhau nhất ở điểm nào? So với sản phẩm của bên Soranik sản xuất thì những dòng tai nghe phổ thông phục vụ cho những giới tiêu dùng đại chúng, còn tai nghe của Soranik thì có một chút khác biệt ở chỗ bên mình được chỉnh tiếng và được hoàn thiện theo yêu cầu riêng của người sử dụng. Ví dụ là một chị chẳng hạn, thì chị ấy sẽ đặt yêu cầu để bên mình có thể chỉnh tiếng làm sao cho giọng chị ấy nghe thanh thoát hơn, rõ ràng hơn trong ban nhạc để khi được lên sân khấu chị ấy có được cái sự tự tin tốt nhất có thể. Khi mà mình khởi đầu cái hành trình khởi nghiệp và lập nghiệp của mình á, thì điều khó khăn nhất để bạn bắt đầu và duy trì cái hành trình là gì? Điều khó khăn nhất tại thời điểm mà bên mình bắt đầu triển khai dự án MEMS thực sự lại là làm sao để mình thay đổi cái tư duy của mình. Đó, bởi vì thời điểm mà bên mình bắt đầu triển khai MEMS nó là một công nghệ mới hoàn toàn. Bản thân đối với các công ty ở thế giới nó cũng là một công nghệ mới, nên mình không thể áp dụng được những cái tư duy trước đó vào trong cái công nghệ mới này. Nên bên mình cũng phải liên hệ và làm việc với một vài các cái đơn vị ở nước ngoài. Mình cũng hợp tác trực tiếp với người ta và cũng trao đổi, rút kinh nghiệm trong cái quá trình mà gia công sản xuất và thiết kế sản phẩm, để mà làm sao ra được một cái sản phẩm mà đến tay người dùng mình tự tin về chất lượng cũng như là cái độ hoàn thiện. Đây là chiếc loa MEMS, thì mình gọi nó là loa nhưng mà thực sự là nó rất là nhỏ, cho nên nhưng mà bởi vì nó phát ra được âm thanh mình vẫn gọi nó là loa. Đối với các đơn vị sản xuất á, thì để đạt được cái độ mỏng như thế này á, đối với các sản phẩm đời cũ á, là một niềm mơ ước. Đơn giản bởi vì là khi mà bạn có thể thu nhỏ cái độ dày của cái chiếc loa xuống dưới một ly á, thì các công ty có thể đặt thêm được rất nhiều các công nghệ khác, thậm chí là nhiều các công nghệ AI mới trên thị trường nữa. Nó yêu cầu một cái nguồn cấp, nguồn phát cũng như là về mà yêu cầu về tín hiệu nó khác hẳn với những cái tai nghe bình thường. Đó là trở ngại mà khiến cho đến hiện tại á, ngoài Soranik ra thì chưa có một đơn vị nào mà gọi là hoàn toàn tận dụng được những cái lợi thế về chất lượng âm thanh của MEMS trong một tai nghe sản phẩm khi mà đến tay người dùng. Riêng với một người đã tạo ra cái sản phẩm này thì điều mà khiến cho bạn cảm thấy tự hào nhất về thương hiệu và sản phẩm của mình là gì? Đến thời điểm hiện tại là mình mang được cái dấu ấn của Việt Nam ra thị trường quốc tế. Bởi vì khi mà mình nói chuyện với mọi người á, ai cũng hỏi là công ty mình đến từ đâu, và mình tự hào được nói mình đến từ Việt Nam. Và dĩ nhiên là mọi người đều biết Việt Nam rồi, nhưng mà đối với một cái ngành công nghệ mà nó niche, nó đặc biệt và nó đặc thù, nó mới như thế này á, thì nó là một cái điều khá là mới mẻ khi mà họ nghe thấy tên của Việt Nam xuất hiện ở đây. Thì đấy là cái mà mình cảm thấy hài lòng nhất.